À, chào bạn Ol Al 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 Lime. Anh cho em hỏi, em có kênh review phim của em chưa được bật kiếm tiền, có về vài video báo bản quyền nhưng cho phép từ tác giả, có nên làm tiếp review phim không hay chuyển hướng làm cái khác ạ? Cái này tùy em thôi, tại vì khi mà review phim ấy đa số là sẽ bị báo bản quyền, cho dù là mình có làm theo dạng là kiểu dạng convert giọng AI rồi lồng nhạc, lồng nhiếc rồi các thứ ấy thì cũng vẫn bị bản quyền, tại vì nó đâu phải là cái gọi là cái video của mình đâu, mình đâu có tự quay đâu. Nhưng mà cũng có một số bạn thì cũng được bật kiếm tiền, may mắn bật kiếm tiền. Xong mãi một thời gian thì mới bị tắt kiếm tiền. À, cái đấy tùy thôi. Có thể là mình làm để lấy kinh nghiệm, làm chơi cho vui thì mình cũng làm thôi. Chứ còn nếu mà để nói là bền vững và nó sẽ lâu không bị phạt ấy, lâu không bị tắt kiếm tiền ấy thì nên chuyển hướng làm cái khác. Đó là suy nghĩ cá nhân của anh thôi, chứ còn có nhiều bạn giỏi bờ sử, tại vì ở đây cũng không phải là bạn nào cũng kiểu dạng gọi là từ tốn rồi là bình tĩnh chỉn chu như mình ấy. Các bạn còn mẹo ấy, lách rồi các bạn kiếm chột giật kiếm tiền các thứ. Hôm nay mình có vừa hỗ trợ một bạn bạn Cường, không hiểu là bạn Cường có xem livestream không. Bạn ý có một cái kênh là về về cá cùng gì đấy, à đâu, về cái gì cảnh nhé, bể cá cảnh nhé. Thì kênh của bạn được bật kiếm tiền bình thường nhé, cũng mười mấy nghìn người đăng ký rồi, nhưng bạn lại cho thằng em là cho thằng em mượn để nó livestream ấy, xong rồi nó kiểu tự click vào video, tự xem livestream, tự ấn vào quảng cáo ấy, để kiếm được nhiều tiền mà. Xong rồi doanh thu tháng 4 thấy 300-400 đô, so với bình thường nó chỉ có 10-20 đô. Ham hố. SM nó đóng luôn tài khoản, nó đóng luôn tài khoản Google. Thế bây giờ thì bảo mình là làm nào để nhờ để lấy lại, nhưng mà mình chả làm nào được cả. Mình chỉ có là làm một cái gọi là kháng cáo ấy, kháng cáo gọi là của Essen ấy, là trình bày là kênh của tôi không có mua view, không có làm gì cả, gọi là nói thế thôi, chứ còn thực ra này nhấp chuột không hợp lệ là bạn kia bạn ấy tự xem video, tự ấn vào quảng cáo, thì coi như cái đấy kiểu lừa đảo YouTube ấy, thì YouTube nó sẽ tắt kiếm tiền và nó sẽ khóa luôn cái Essen đó. Tất nhiên là tiền đấy không được nhận nhé. Tiền trong SN là nó sẽ phải tổng hợp lại và nó sẽ xem là ừ cái nào hợp lệ, cái nào không hợp lệ. Thì có khi hợp lệ chỉ được có 10 đô thôi. Thế thì nó sẽ trả hết những cái khoản đấy. Nếu mà đến khoản thanh toán còn không thì thôi, mất tiền. Nhưng mà quan trọng nhất là nó tắt SN đi thì cái kênh YouTube đấy không được bật kiếm tiền nữa. Tức là nó không liên kết được, không bật kiếm tiền. Cái đấy rất là phức tạp. Mình thì cũng hỗ trợ bạn ấy chỉ đến thế thôi. Nhưng mà chả ra việc gì cả, không có kháng cáo được rồi là không có bật là kiếm tiền lại được cả. Rất là nhiều bạn nhờ mình thì có những cái ca thì mình xử lý được, nhưng mà có những ca thì không xử lý được. Nhưng mà mình thì chủ yếu là mình sẽ phải dựa vào cái lỗi nó là lỗi gì thì mình sẽ tìm cách khắc phục cho các bạn. Thế thôi, chứ còn có những cái thì mình cũng phải hỏi là bên support của YouTube và support của AdSense là cái này thì như nào, cái này như nào. Chứ mình thì cũng không phải là kiểu gọi là Mr. Biết Tuốt, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Như thế thì chắc mình thành tỷ phú. Daily Truth, em chào anh cho em hỏi làm kênh hướng nước ngoài thì nên đăng video vào khung giờ nào vậy anh? Để anh nói cho em biết cái khung giờ mà em đăng khi mà cái người nước ngoài sẽ được nhiều view nhất nhé, bí mật nhé. Cái này chỉ có anh chỉ nói với mỗi mình em đấy. Video cho người nước ngoài ấy, có một cái đặc điểm ấy, người nước ngoài là nó phân bổ khắp thế giới, khắp trên hành tinh này. Và hành tinh này nó có 24 múi giờ, tức là từ 0 giờ đến 24 giờ, giờ nào em đăng cũng được. Đấy, thì từ 0 giờ đến 24 giờ là em đăng là em sẽ được nhiều view. Đấy là bí quyết ấy, chia sẻ với mình em. Tôi anh nói đùa đấy. Em đăng giờ nào chả được. Thế nhưng mà tùy, khi mà em mới làm thì không cần quan tâm đến cái giờ em đăng. Thế còn nếu mà em làm lâu rồi ấy, thì nó sẽ có cái dữ liệu ở trong cái phần studio, YouTube Studio, thì trong đó thì nó chỉ là giờ nào khách của em online nhiều nhất thì em đăng vào cái giờ đấy, thế thôi. Chứ còn anh bình thường kênh anh thì anh cũng lúc nào có anh đăng. Lúc nào có video thì đăng thôi. Ha, em cảm ơn chia sẻ của anh, em vẫn đang tìm hiểu thôi và cũng xác định YouTube là niềm vui. Cảm ơn anh đã chia sẻ với em. Ok Trần Tiến nhá, YouTube nó là niềm vui khi em mới bắt đầu thôi, còn nó sẽ là nỗi đau khi mà em bắt đầu được vài năm. Lúc đó em sẽ buồn chán lắm, từ lúc nào anh cũng ở gần nhà mình nhá, ở gần nhà mình có bạn Taka Channel, bạn kênh của bạn 2,5 triệu người đăng ký ấy.
Bạn ấy chuyên làm về thế giới kỳ thú các thứ ấy, mình gặp bạn ấy thường xuyên lắm, hay gặp lắm ở cái quán cà phê ấy. Cà phê mình hay uống buổi sáng ấy. Nhưng mà mình nhìn mặt bạn ấy lúc mà ở quán cà phê lúc nào mình thấy bạn ấy buồn buồn. Mình thì cứ mỗi lần nhìn thấy bạn ấy mình bảo đấy cái ông này mẹ, làm YouTube nhiều quá mặt cứ xị ra buồn. Mà thấy sáng nào uống cà phê ở đấy kiểu giống như kiểu cô độc ấy, cô độc mà thấy kiểu buồn buồn ấy. Taka Channel, không biết bạn Taka mà bạn xem được video này bạn lại bảo anh ở đâu anh cùng nhà với em rồi chết. Kiểu làm mới làm YouTube nó giống như là kiểu mới yêu, mới yêu thế còn làm lâu lâu rồi nó giống như kiểu cưới vợ được 20 năm rồi. Kênh nhỏ chưa bật kiếm tiền thì có đánh bản quyền kênh lớn được không ạ? Thực ra kênh nhỏ hay kênh lớn thì có quan trọng gì đâu. Ai là người đăng video lên YouTube thì cái video đó là video của em, thì em chủ bản quyền của em. Thế còn kể cả là cái kênh lớn mà người ta re-up lại video của em thì em có thể đánh bản quyền người ta để người ta gỡ video xuống, người ta sẽ ăn gậy bình thường. Chứ còn em bảo là em đi report thì cũng không biết nhá. Tại vì report thì em phải chứng minh được em là chủ bản quyền của cái video đó. Nhưng mà thông thường ấy, kênh người ta lớn rồi thì người ta lấy video của em làm gì, đúng không? Kênh lớn thì chứng tỏ là người ta cũng phải có làm lâu rồi, biết có kinh nghiệm rồi chứ người ta đi lấy video của em làm gì, trừ trường hợp là người ta kiểu reaction, reaction các thứ ấy. Em đánh bản quyền được. Đấy, ví dụ nhé, bạn là kênh nhỏ hay kênh lớn thì YouTube nó sẽ cho bạn cái gọi là cái công cụ kiểm tra bản quyền, copyright. Thế thì khi bạn vào đây nó sẽ chỉ cho các bạn là kênh nào đang sử dụng lại nội dung của bạn. Ví dụ bạn muốn đánh bản quyền người ta thì bạn chỉ việc ấn một cái nút này. Request video removal đấy nhé. Ấn vào đây. Sau đó là nó sẽ cho bạn điền mấy cái thông tin các thứ, tên, tuổi, rồi địa chỉ, rồi số điện thoại, rồi email các thứ ấy. Bạn gửi submit vào thôi. Và submit hợp lệ là YouTube nó sẽ đánh gậy kênh kia thôi. Đơn giản thôi, kênh nhỏ hay kênh lớn gì cũng vậy nhé. Chào bạn, phim có link anh ơi cho em hỏi với ạ. Em làm game thì có bị bản quyền không ạ? Thực ra em làm game thì gọi là nếu như mà em tự quay màn hình ấy thì sẽ không bị bản quyền đâu, nhưng mà nó có một cái là xác suất là mình sẽ bị đánh bản quyền là bởi cái công ty game ấy. Bởi vì cái công ty sản xuất game đấy nhá, nó sẽ có hình ảnh là hình ảnh game này. Với hai nữa là nó có cái những cái nhạc nền soundtrack ở trong cái game đấy. Thì những cái nhạc nền soundtrack đó mà mình nếu như mà mình vô tình mình dùng ấy thì có khi mình sẽ bị bản quyền ở những cái nhạc nền đó là một. Với thứ hai là mình có thể bị là cái chính cái công ty game đó nó đánh bản quyền mình. Vì trên thế giới cũng có một số YouTuber ấy, cũng làm kiểu quay màn hình về game các thứ ấy, thì cũng bị đánh bản quyền cái phần đấy. Bây giờ cũng kêu là mẹ này sao đánh bản quyền tao thế này thế kia. Nhưng mà nói chung là cũng phải chấp nhận rủi ro cái đấy. Nhiều cái đấy cũng ít thôi. Đâm ra là có thể làm. Tại vì nhiều người làm cũng có sao đâu. Người ta làm YouTuber làm game đấy mà. Giống như kiểu PewDiePie, YouTuber to hơn 100 triệu sub ấy, cũng làm toàn về game. DanTM rồi mấy chục triệu các thứ làm game. MrBeast Gaming các thứ. Ở Việt Nam mình cũng đầy mấy kênh về game. Chris Devil Gamer này. Xong rồi hình như Độ Mixi gì đấy cũng có game mà, đúng không? Nên ra là cũng không lo. Người ta làm thì mình cũng làm. Người ta to thế người ta còn chưa chết, mình tiếp diêu có gì đâu mà sợ. Nhưng mà YouTube thì các bạn làm YouTube thì các bạn xác định một cái việc nó gọi là cũng mong manh nhá. Nó là mong manh bởi vì nó là sân chơi của người khác, sân chơi của YouTube, luật của YouTube. Đâm ra là mình là giống như là mình là nhân viên làm thuê thôi, chủ nó ghét mình thì nó đuổi mình bất kỳ lúc nào. Đâm ra làm cái gì thì bạn cũng nên có phương án dự phòng, cũng không nên đổ tất cả mọi thứ. Giống như kiểu người ta, các cụ hay bảo là gì nhỉ? Không nên dồn hết tất cả các trứng vào một giỏ. Nếu như mà YouTube mà chết hoặc là kênh này mà chết thì bạn sẽ phải có cái nguồn thu nhập khác, hoặc là bạn phải có đủ cái dự phòng để bạn thay đổi cái công việc. Chứ không bạn không thể all in tất cả mọi thứ vào cái kênh YouTube của bạn, rồi đến lúc mà nó bị bay, nó bị một lý do nào đó thì bạn sẽ nói chung là tổn thất nặng. Đấy. Đừng có kiểu đầu tư, ví dụ đầu tư tiền tỷ làm YouTube xong rồi chả kiếm được tiền thì có mà đến chết vỡ nợ. Như mình ấy, đâm ra tại sao mình cứ làm cái gì mình cũng làm chậm chậm thôi, mình làm từ từ thôi. Đầu tiên mình làm kiểu tay không bắt giặc thôi, chỉ bỏ thời gian ra thôi. Thế ví dụ nếu mà mình không kiếm được tiền thì thôi mình chỉ mất thời gian thôi, chả mất cái gì. Thế còn thiết bị mình đầu tư cũng từ từ thôi. Hôm thì mình mua cái mic, hôm thì mình mua cái camera, tháng nào lĩnh thêm lương thì mình bắt đầu mình cải thiện cái máy tính, cái màn hình. Thế thôi chứ còn mình bỏ ra mấy trăm triệu để mình mua tất cả các thứ ấy. Cho mình chả kiếm được tiền thì mình